Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của ông Vỗ Mông Phan Nhật Bắc, Ghiền. Đây là câu chuyện có thật vào khoảng năm 95 hay 96 gì đó, không nhớ rõ lắm. Tôi viết lại để mua vui. Tất cả nhân vật trong truyện đều hư cấu. May là tôi không phải nạn nhân của vụ ghen này. Hú hồn! Ghen, chu choa, đàn bà không ghen mới lọa. Hôm nay tôi viết một câu chuyện có thật à nghen, không hư cấu, nếu có thì chút chút thôi, như anh Tám xin phép hát bản nhạc căn nhà ngoại ô. Thật ra, câu chuyện này xảy ra trong thập niên 90, báo chí Tây Đăng và báo Việt cũng lặp lại vài lần. Cô nàng là một single mom điện nước đủ tiêu chuẩn của người đàn ông khó tánh, như anh Tám nhìn là chấm 10 điểm. Này ông tác giả, không nói đúng rồi, tôi đâu có khó tánh, tôi vậy ở cả. Mình xấu ồn mà, khó tánh làm gì? Hả đàn bà là ok hả? Cô nàng trước là dân má bần, Melbourne. Tôi cũng được cô nàng để ý tới vì gà trống nuôi con. Tôi còn nhớ cô nàng nói với tôi câu nói mà tôi muốn khóc. Anh ơi, em thấy đàn ông nuôi con sao tội nghiệp quá hả? Em rất thương và thông cảm cho mấy anh làm thân gà trống nuôi con. Trời, tôi nghe nàng nói, lòng tôi bỗng dưng muốn khóc. Tôi mỗi lòng nhìn nàng với đôi mắt biết ơn. Dù sao trên cuộc đời, ba trận này cũng còn có một tấm lòng đại bác nhân hậu như nàng mà tôi đã đốt đuốc đi tìm. Đốt đuốc đi tìm nhân bản thật, đã mòn đôi mắt mỏi đôi chân. Nhưng tôi có kinh nghiệm vì người ta nói, đừng tin những gì con gái nói, nên tôi đứng xa xa mà ngắm thôi. Chuyện yêu đương rồi lên giường thì tôi chưa dám rớ tới, vì tôi cũng biết ít nhiều về tướng phụ nữ. Mắt long lanh, thuyền nào cũng bơi trong đó, miệng chưa nói đã cười, thì cây dược lúc nào cũng chờ sẵn. Trường túc bất chi lao, tướng đi như rắn uyển chuyển, mông lắc đít chu, lạng quạng là đo ván. Ông con tôi xúi, bạc cua đi. Cua gì mày? Thì à, cua gậy đó. Gậy nào? Trời, thì cô Phương đó. Ông con của tôi lúc nào đi nhậu tôi cũng mang ông theo. Ông nhiễm nặng toàn là tiếng lóng của mấy thằng bạn nhậu ôn dịch của tôi. Ông không trước tuổi, lúc này được 8 tuổi rồi. Mà nè, bộ con thích cô này hả? Trời, mấy năm rồi ba cứ lạng quạng không hè. Cô ai thì cô đi. Mụ nội mày như cụ non, để từ từ ba tính. Mày muốn em hả? Thằng Mark nó có em rồi mà con chưa có, mà ba đẻ được không? Trời, sao ba đẻ? Ba và con giống nhau, hai cây súng nước. Vậy đàn bà mới đẻ hả? Ừ, ông cụ non, thôi để ba đánh nhanh đánh mạnh cô đó nha. Ừ, lẹ lên, con muốn có em. Tôi dàn binh bố trận, đẩy cô nàng, nhưng hơi chùng chân. Vì trong sách tướng nói về phụ nữ, nàng có mấy cái mà tôi ngại, sợ rửa chân lên bàn thờ sớm, nàng có tướng sát cu. Lưỡng quyền cao, chân mày đậm, lông tai nhiều, tiếng nói như chuông rè, chắc khi đúc chuông không thêm vàng vào nên không thanh. Anh làm gì mà ngồi thừ ra đó? Anh đang suy nghĩ chiều nay mình ăn cái gì để anh nấu đãi em. Đi ra năm sắp mạc á, ăn rồi hát karaoke nhé, em đang buồn. Ông con nàng cùng tuổi với con tôi, nhưng ù ù cạc cạc không lanh, mánh và lầm biếng, cùng đi hướng đạo với con tôi. Việc lớn nhỏ con tôi bao thầu hết, nhưng ông này quỷ quái chuyên rình mẹ ông với bạn trai hú hí với nhau. Chuyện này ông nhóc kể lại với thằng cu của tôi nên tôi rất cảnh giác. Quán năm sa mạc đã mở, khách vào tấp nập. Toàn tay to mặt bự, đàn anh đàn em cũng nhiều. Lựa một nơi hẻo lánh, chúng tôi ngồi, hai ông nhóc thích ăn đồ biển, tôi thì khoái lẩu dê, ăn cho xung độ. Biết đâu đêm nay tham chiến, khi nhìn ánh mắt của cô nàng ướt rượt nhìn tôi. Gái một con, ngữ này thở dài, lăn lộn mỗi đêm chứ chẳng không. Nhỉnh gì? Anh nhìn em không được sao? Khó khăn thế. Anh nhìn gì kỳ lắm, muốn ăn người ta luôn hả? Ứng bộ anh vừa nhìn vừa nhai như bò hả? Không, nhìn như sư tử rình mồi.
Má ơi, Thu Anh nhìn hướng khác. Hôm nay nàng chơi nguyên một cái áo đầm rực rỡ giữa đám đàn bà nửa chừng xuân, toàn dân chủ shop, tự cho là thượng lưu trí thức, như bà tiệm vàng Kim Trang. Bà chồng là ông hai thầy bói, vì lúc nào cũng đeo cặp kính đen tròn dù ngày hay đêm. Chơi bộ đồ đen, chạy xe mẹt cũng đen luôn. Tôi gọi là The Man in Black. Hôm nay bà Kỳ Trang thấy cha con tôi đi với ghệ mới bảnh chọe, bà xà vào liền bắt chuyện với Phương, khoe mẻ. Chị vừa cúng chuộng 100.000 đô la làm từ thiện. Chị cúng chùa Tây Phương hả? Chùa Tây Phương là Crown Casino, tôi chọn. Ê, đâu có, chị cúng chùa Việt mình đó. Ủa, em nghe nói có bà thương gia nào bán kim chỉ thua quá. Đè, nơi chậu cây kiển của sòng bài, đái một phát xả xuôi mà. À, mụ Kim Sơn nghe ông thầy hiệp gà nói phá phong thủy sẽ thắng. Trời, tội nghiệp ông hỷ từng là lính dù quan ngàn ngang mà trị không lại bà vợ mê bài. Tiếng nhạc sập sình, mấy bà già móng đỏ nửa chừng xuân ra sàn nhảy. Đa số mấy bà này bên Việt Nam chưa biết cái sân khấu như thế nào. Bây giờ mọc nanh sau vài lần học nhảy đầm, rồi cùng thằng thầy nhảy luôn lên giường. Thì chồng ngậm hột thị tìm em dân hơn nhảy đầm. Nhìn Phương lả lơi trong tay thằng Trem Nguyễn, vua bám vẫy đàn bà, tôi ngán ngẩm, mụ nội lấy con này chắc mình tối ngủ chỉ một mắt. Ba, cô Phương ôm ông kia nhảy đầm, ba ra nhảy lấy lại. Mà con bảo ba cua mà. Ba cua chứ đâu phải để chú đó ôm kỳ quá. Để tao. Có hơi men, tôi lên sàn nhảy chỉ một cái hít vai nhẹ thằng Trem Nguyễn ốm như dân hút văng ra. Hắn nhìn tôi trợn mắt hù. Ê ê, mày lợi dụng ôm sát quá của tao, cút đi. Tao tha cho mày một lần rồi ngang chưa? Tôi ôm Phương dịu nàng như tình nhân. Anh sao du côn quá, hất anh Trem ra không lịch sự chút nào. Ok, vậy hả? Anh để em tự do. Tôi lơi tay xuống kéo thằng con về, bay luôn. Trời sao về sớm vậy ba, cô Phương đâu? Mình về con, cô Phương không thích nhảy với ba. Thấy tôi và thằng con đi xuống cầu thang, Phương chẳng cần, vẫn lo đu đận với người khác. Như vậy mình chẳng có gì để hối tiếc. Hai cha con chui qua tủ lầu Vinh Sang thì ông hậu chờ sẵn. Tao khui chai rượu rồi. Tôi lên quầy trả tiền nói. Chị hai, ai kêu nấy trả, em không trả tiền. Ông hậu kêu chai rượu già mồi. Ông nói chú trả. Đủ rồi chị hai, người ta uống em trả đâu có được. Dân chủ hẳn may sao bần quá, chả vừa ký cái chết lũng cho em. Ông ta ăn quen. Thấy không ổn, đám nhậu chùa hiện diện nhiều quá, tôi cõng thằng cu lên vai, đi qua phở chú thể. Bên này cũng vậy, dân kênh me đang chờ người gài độ nhờ vô nhậu xong, giả bộ đi toilet, chuồn luôn. Cuối cùng bạn nhậu tôi và anh Ba Nghĩa lãnh đủ. Toàn dân làm ăn, như Dũng Cua, Kỳ Handyman, lịch hẳn may, mấy đấng này là... Tối lên đầu đảo hết các tủ lầu. Dũng đầu bạc, một anh hùng lưng sơn bạc, có số má ở Ben Thao, Sydney. Xuống Melbourne mở lò bánh mì, khá giả. Nhưng khi đi nhậu ôm theo một bao tiền cắt, mệnh giá cao nhất là 50 cent. Nhậu xong, ông xuống xe đem lên nói. Tao hồng trả tiền nhậu. Mà hay thiệt, số tiền cắt đem ra đếm vừa đúng 8 lon bia Poster. Con mồi thì nhậu chùa. Ai mà có vợ ghen dẫn ông này đi thăm chị em ta coi như tới số, hắn về tối ngủ mới nói hết banh bách từng tên. Tôi bị một lần tận tới già, một hôm bà Cathy Hạnh Châu video mét tôi. Hôm qua ông Dũng đầu bạc tới shop tôi hỏi, chỗ đái đâu? Chồng bà vừa về vùng năm, nơi shop này không có toilet, muốn đi phải qua Food Screen Market. Ông Dũng biết, nhưng muốn chơi chữ. May tôi gặp vợ ông, tôi mét. Thôi đi bà, đừng có làm rùm beng lên hay ho gì. Còn anh nữa, con nào đó để dấu cắn nơi cổ anh kìa. Đâu đâu, trời mẹ. Nhìn vào tấm gương, cổ tôi có vài dấu ấn đêm qua, ngựa bà nó múc. Tôi biến luôn về nhà tìm nước nóng đắp. Một buổi sáng mùa đông cuối tháng 7, thở ra khói, xe đóng tuyết trên kiến xe. Vừa lui cui lấy nước ấm chùi tuyết, thì trong nhà thằng con chạy ra nói. Ba, cô Phương gọi. Tôi chạy vào nghe. Anh muốn gặp em để nói chuyện thêm không? Mình có chuyện gì để nói em? Có lẽ mình không hợp nhau, tốt hơn nên xem là bạn.
Chuyện tình giữa tôi và em này không đi đến đâu thì nàng về Sydney lấy chồng cũng một ông dân Phan Thiết sòng sòng, đã một đời vợ. Ông này có công việc làm ăn, một tiệm rửa hình, lúc đó rất khá. Công ty Kodak của Mẹo set up và cung cấp tất cả vật liệu. Ông đi đâu cũng diện đồ vest bảnh chọe, cùng quê, nên tôi biết ông này nhưng không thân. Biết ông là chủ cả, nên một lần gặp mặt Phương, kết mô đen ông này liền. Với kinh nghiệm nửa đời hơn phấn, bà đánh gục hết mấy bà khác bằng vành ngoài nửa chữ vành trong 8 ngày của cụ Nguyễn Du. Ông đem bà lên giường, bà đưa ông dân nước mắm về Tây Hạ, ăn giá sống, ông mê bà luôn. Giá sống ăn phở và bánh xèo hết ý luôn. Bà trắng trẻo, cặp giò trắng nốt như hai cọng giá giòn rụm. Ông Phan Thiết có tánh dây cụ. Ông thường nói trong lúc trà dư tửu hậu là ông có máu 35 từ trong bụng mẹ nên khoái dê. Mỗi buổi sáng ông ghé quán mần một chầu phở và cà phê rồi đến shop mở cửa để vợ ở nhà may thêm đồ kiếm tiền vì đàn bà ăn ở không sinh hư. Đứa con gái vợ cũng lên 9 tuổi, hơi ngộ à nhen. Thôi từ từ, gà trong chuồng chạy đi đâu. Bà Phương lấy ông không cần hôn thú để về Việt Nam làm một đám cưới thật vẻ vang luôn. Bà tính đâu ra đó rồi, con mồi trong tay quan trọng là bà phải nắm cái sổ băng bằng mọi giá. Anh ơi, gì đó em, anh đưa mã số của cái xếp bót dưới giường cho em, vợ chồng mà anh giấu làm gì? Trời, không có được, chuyện này đâu có được, phải từ từ chứ, giấy tờ không có gì quý đâu. Không có gì quý, anh giấu em làm gì? Mình ơi, cho em biết lỡ mai mốt tối lửa tắt đèn em còn mò ra số để mở ra anh ơi. Không, trăm không ngàn lần không, của tôi bà không lãng quản, cà chấn tôi cho bà ra ngay. Phương chơi với nói thầm, cái thằng nước mắm này chơi trò thủ hả? Được, để đó bà tính, mày chạy đằng trời. Ông nước mắm có một cái tên rất lọa, cu giống, vì cha mẹ ông sinh toàn con gái, nên bà phải mò tận vào một ngôi chùa ở núi Tà Cú, cầu để sinh con trai. Trời Phật cũng độ trì về mấy tháng sau đó, có bầu, sinh ra ông con trai đặt tên là cu giống, chết tên luôn. Sang Úc định cư năm 1982, ông lấy tên Tây là John, bỏ tên cu giống, nhưng người quen Phan Thiết cứ gọi tên ông là cu giống. Mẹ, tao tên John nghe chưa? Ông chửi mấy thằng bạn nhậu. Kẹt nè, mày Anamit, cái đầu đít bồ câu không gọi cu giống chịu không á thì chịu thôi. Riết rồi cũng quen luôn. Anh cu cu giống, ngửa giùm em cuộn phim này nhé. Phim chụp hình nút người mẫu, anh rửa xong, nhắm mắt lại đừng có xem nhé, kỳ lắm. Trời, bà ngựa bà tên Lý, cựu diễn viên phụ năm xưa, giờ gần lên bà ngoại mà còn chụp hình nút. Ừ, tôi nhắm một mắt chứ, nhắm hai mắt sao mà làm việc được em Lý. Ông đạo diễn người Úc bảo em cởi hết để ông chấm cho đóng cuốn phim Hải tặc Thái Lan. Ý, bộ em đóng phim bị hiếp dâm hả? Thì mình là thuyền nhân mà, chuyện bị hải tặc hiếp là thường. Mà ai đóng hải tặc Thái? Thiếu dài em gọi anh nha. Anh đóng hay lắm, vì anh là dân vùng biển mặn mà. Nhìn tướng anh cũng dâm nhưng không có râu và lông ngực. Trời, sao bà biết tôi không có lông ngực? Thì chân mày của anh không có đậm. Vùng trung và hạ lưu cỏ không xanh. Ý, tôi bái bà luôn. Một tiếng đồng hồ sau đến lấy ok, nhớ hỏi ông đạo diễn vụ đóng vai hải tặc nha. Rửa hình xong, ông cưu giọng in thêm vài tấm phụ đem cất để nghiên cứu thêm cho đủ bộ. Tay có, việc có. Làm cái nghề này cũng mãn nhãn mấy con út chơi chơi chụp hình quả thân, đem đến rửa ra rồi cười hí hí. Bà Phương rồi cũng tìm ra được mã số cái safe box mà ông cưu giống viết lại trong bộ nhớ của cell phone. Bà mở ra giấy chủ quyền nhà và hình khỏa thân đủ loại ngựa bà Tây và Việt. Bà đẩy đó từ ghi vào sổ Nam Tào và Diêm Vương vì bà có máu ghen hơn Hoạn Thư trong truyện Kiều. Cũng là một phận đàn bà, ghen tuông là chuyện nữ nhi thường tình. Mà bà Phương này ghen khác à ngang, bà chuẩn bị một cái kéo thật bén. Muốn chắc ăn bà đem ra chỗ, we shop everything. Mài cho thật bén rồi mua một đùm cu dê về thử xong, nấu lẩu dê luôn. Bà đem cái kéo giấu dưới tấm nệm.
Nó bén đưa một phát củ từ của con dê to đùng đứt làm đôi. Bà Phương cười hài lòng. Chết mày cu giấm ơi! Rồi bà phá lên cười như ngựa hí. Hôm nay em tẩm bổ mình nhé. Bà nói với cu giống. Ngon ha, cho anh gài đậu hang. Cuối tuần món đại bác dê này ngon. À, em hầm với thuốc bắc, anh ăn và uống bổ lắm. Mấy cây đại bác dê trong nồi cứ gài đậu mấy cha già dịch ăn lẩu dê xong bắt đầu nói bậy. Ê cô giống, dưới phè phiêu có một em ngon lắm. Du lịch sang làm lẩu, cái gì cũng dễ thương. Ăn lẩu dê cho thấm rồi mình đi. Ê ê, mẹ mày, nhỏ nhỏ cái mồm ăn mắm ăn muối của mày lại, bá nghe mệt lắm. Nói địa chỉ tụi này đi trước, tao giả bộ đau đầu, chờ bả ngủ tao đến, ok. Chuyện này đổ bể mệt lắm. Bà Phương đâu có ngu, nhắm mắt để đó xem thằng chồng mình nó làm gì. Ông cô giống nghe tiếng thở đều của vợ, thì nhổm dậy, len lén xuống gara để máy xe. Phương tròn dậy ngay. Nàng lấy chiếc four wheel chạy đến đường Queens ở Fairfield, thì thấy mấy chiếc xe của mấy cha già dịch và chồng mình đậu trước căn nhà gỗ gần ngôi chùa Tàu. Đúng là bọn ma vương quỷ lộng, nàng nói thầm. Viết một miếng giấy to như tấm bùa lỗ băng, nàng lấy son môi làm keo dán ngay tấm kiến nguyên văn như sau. Anh đi đú đẩn, phắt phắt cho nhiều đi. Mẫu nội, anh, tôi sẽ xử anh. Coi như cô giống đã ghi vào sổ bộ, nàng về lại nhà, đem cây kéo ra ngắm nghía, nhưng đậy quá tam ba bận rồi tính ông. Gặp vợ ghen hơn hoạn thư rồi cu giống. Cái nào của tôi, nó là của tôi. Cái nào của ông, tôi giữ cho ông. Mấy thằng bạn nhậu của ông cũng lợi dụng hơi men, sờ mông, sờ chỗ nhạy cảm của tôi. Nhưng tôi chỉ cảnh cáo bằng đôi mắt tóe lửa. Ông cu giống đâu có biết mình đã lên sổ bộ, cứ nhẫn nhơ vui chơi gái gú. Mắt ông hít lại khi thấy gái vào mùa hè ăn mặc thiếu vải. Điều mà bà Phương rất kỵ. Nhiều lúc bà muốn tát vào cái mặt dê đạo lộ của chồng ngay tại shopping Bankstown, vì ông thấy gái là mê tít, quên bà luôn. Mà mấy con ngựa bà đó thấy ông nhìn là chúng đổi tướng đi mới chết chứ. Tụi nó dân hơn mình, bà muốn sôi máu khi thấy thằng cu giống chồng mình nhìn tụi nó, chép miệng như cá chẽm đen ăn tạp của sông Mure. Bà bắt đầu viết nhật ký hành quân của chồng. Ông cu giống vẫn vô tình, đú đẳng về Việt Nam một chuyến, làm đám cưới xong thì ông biến mất lên Đà Lạt, để bà Phương phòng không chiếc bóng nơi Cần Thơ nuốt hận. Mấy thằng phi công trẻ đá long nheo bà tới tập, người thiếu phụ điện nước ngồng ngộn, nữ Việt Kiều, tóc dài da trắng, bốc muốn làm cuộc cách mạng tình dục. Ông ăn chả, bà ăn nem, why not? Một thằng đen rắn chắc gốc dân cờ đỏ U Minh, to như bội, nhìn nó ở trần làm phu quân bác nơi bến Ninh Kiều, làm bà thổn thức con chim. Trời, ngữ này chạm vào như điện 240V của Úc, chết của tứ luôn hán. Một bữa sáng Phương lân la ra những cái quán vải hè thì gặp thằng cọc phu bốc xếp, đang mua một tô hủ tiếu Nam Văn nhưng thiếu tiền. Dì ơi, con có 5.000 không đủ, hôm nay thiếu ngang. Mày còn đóng nợ chưa trả, cứ tay làm hàm nhai, nhậu ghi sổ hoài. Nghe nói thì Phương lên tiếng. Bà bán cho tôi trả tiền, chú nó nợ nhiêu. Thằng cọc ngẩn người, nhìn người đàn bà sang trọng đang ngồi nơi chiếc ghế uống cà phê. Tổng cộng 200.000, bà bán hủ tiếu nói. Với tình trường đầy kinh nghiệm, Phương dụ thằng cọc không khó. Về căn nhà lá của nó, bà mẹ già đơn côi với mảnh vườn trồng rau xanh, ăn uống đạm bạc. Bà già nhìn Phương chỉ gật đầu không nói năng gì. Thằng cọc nó ra quân một cách ngờ ngợt. Lần đầu ôm đàn bà, nó đỏ mặt lúng túng không biết gọi bằng gì. Nhưng nó đè Phương vào góc dừa pháo tưng bừng hoa lá. Chừng 5 phút, nòng súng chảy dầu. Rồi nghỉ tác xạ 15 phút, pháo đợt 2 trung chuyển cây dừa luôn. Trời ạ, sao mà nó phơi còn hơn trên nệm. Càng pháo càng trúng mục tiêu, càng thêm kinh nghiệm. Nó ăn quen, mỗi sáng là thằng cọc nhá tới nhá lui nơi cái quán vỉa hè. Nhưng chồng Phương về, Phương biến lên Sài Gòn làm thằng cọc ăn quen nhìn hổng quen. Nó nếm mùi ái ăn với nữ Việt Kiều, thơm như muối mít tố nữ. Bà bán hủ tiếu hỏi, ê cọc, mày nhớ nồn hả?
Việt Kiều mà, thôi đi làm đi, ở đó mà mơ mộng làm phi công vài ngày được rồi. Thằng cọc này không phải là thằng cọc trong rừng mắm của Sơn Nam, mà thằng cọc của Phan Nhật Bắc và Tâm Tình Tang đang đi tìm con chim bói cá từ miệt đao Sender bay về đậu trên cây bần, dụ thằng cọc bằng bó đi bốc lửa để trả thù chồng. Cọc cọc, con chim gõ kiến đang gõ vào góc bần, thằng cọc chợt tỉnh cơn mê, đi ra bến Ninh Kiều làm kiếp bốc vác. Hơi hám người đàn bà Việt Kiều như còn đâu đây. Chiếc phi cơ đáp xuống phi trường Sydney, Phương thỏa mãn sau chuyến về Việt Nam. Ông cô giống cũng vậy. Mấy con bồ nhí làm ông yêu đời hát líu lo. Con bé Susan, 14 tuổi sau chuyến về Việt Nam bỗng trổ mã. Mắt nhìn trai ướt rượt, môi bắt đầu hồng, tóc dài, tướng dâm giống mẹ. Ông cô giống nhìn rồi thở dài chép miệng, nói thầm. Chết tôi luôn hăng. Bà Phương nói. Cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng, ông lãng quảng coi chừng. Ê, ê, em nói cái gì vậy, tôi à, có làm gì đâu. Tôi nói bóng nói gió, ai nhọc ráng chịu nhăn, tôi đi guốc trong bụng anh ngăn anh cu giống. Mẹ ơi, sao không gọi dưỡng là John mà gọi cu giống kỳ quá. Con Susan nói, con gọi ba John cho nó tiện. Có những buổi trưa hè nóng, con bé cứ nhìn trộm ông John bằng ánh mắt của một con mèo cái trong kỳ động đực. Ông cu giống với tình trường hàng trăm chuyến đi qua đời. Ông biết con bé nó muốn gì. Thôi, gà trong chuồng cứ từ từ đi tắm. Muốn ăn thịt gà mái tơ không dễ nhé. Con gà mái mẻ nó có móng rất bén. Coi chừng. Mấy bà Việt Nam single mom. Có con gái lấy tay, tụi tay nó sơi tái cả cụm, nhan nhản nơi cái cộng đồng này, không ai dám đem ra tố tụng sợ mang tiếng. Bà Phương cũng biết chuyện này nên cảnh giác tối đa, đôi khi nhìn con Susan lớn bộn, bà rất lo cái gậy thằng mù của ông chồng nó chọt bậy, nhưng biết làm sao. Rồi chuyện gì đến nó cũng đến, Phương về Việt Nam một mình vì bà già mất, vì công việc làm ăn. Ông chồng không đi được, con bé Susan thì đang học không nghỉ theo về Việt Nam được, coi như vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Mỗi sáng thả con bé xuống trường, nó hôn ông cu giống một cái chuột, ông choáng váng. Chết mẹ, nó tấn công, thiên thần tấn công ác quỷ. Nó 15 tuổi rồi, bà Phương gọi từ Việt Nam qua Úc bất kể giờ giấc. Bà nóng lòng muốn xong việc tang chế mẹ cho xong. Sợ cái thằng ăn mày nó chọc lỗ con gái mình. Daily Diary của con Susan viết hàng ngày khi mọi diễn biến tình cảm và chuyện bạn bè. Nó nhắc đến John không biết John nào. Phương đọc hết nhưng không thấy gì khả nghi. Như vậy lúc mình vắng nhà, mặt trận vẫn yên tĩnh. Nhưng bà Phương lầm. Ông cô giống đã khui cái nắp con gái của bà trong một buổi con bé đi sinh nhật của bạn gái về, có chút rượu vang đỏ trong người. Nó rạo rực khó chịu, như một lò lửa vì hơi men. Trời, sao con hư vậy Susan, uống rượu hả? Chúc chúc thôi dưỡng ơi! Con bé nhào lên phía sau xe, lè nhè. Về đến nhà, ông cô giống kèo vào phòng, thì tiếng điện thoại từ Việt Nam của bà Phương gọi sang. Con Susan đâu anh? Anh mới trước nói vậy, nó đi sinh nhật bạn. Cho em nói chuyện với nó. Mẹ hả? Vui chút thôi mà, đâu có uống nhiều rượu đỏ khai vị mà. Con liệu hồng coi chừng, con gái gì mà hư đốn. Bảo đảm với mẹ con còn với trần hàng ngang, cho đến ngày lấy chồng luôn hen. Thôi, ngủ đi. Anh chăm nói giùm em như cha nhé anh. Được mà, tin anh đi. Bà Phương cúp máy và chợt nhớ mình đã ngoại tình trong tay thằng phi công trẻ tên cọc miệt vườn. Sau nó phê ghê, ăn bụng rất ngon, nó hồi hộp kích thích đê mê. Hèn gì nhiều bà về đây kiếm phi công, nên thông cảm hơn trách móc. Mẹ, mấy thằng già nó quậy tại sao đàn bà không quậy, chơi tới bến luôn, nam nữ bình quyền. John, come here! Tiếng con Susan tréo lên trong phòng tắm. Ông cu giống chạy vào thì bội chạy ra, đụng phải cánh cửa phòng rồi lại chạy vô. Con Susan bám lấy cổ ông, coi như xong, nó nói bên tai ông. You can do anything if you want, John. Ông John tê người chết cứng luôn,
Nhìn con gái mình dường như có hơi đàn ông sinh ra nảy nở hơn. Bà Phương sinh nghi rình rập mấy tuần luôn. Khi đã có bằng chứng trong tay, bà làm thinh. Một sự im lặng đáng sợ, bà đi mua một sợi dây có khóa, dùng để buộc đồ cho chặt, mà tụi courier thường dùng, giấu trong tủ áo quần. Việc một sớ táo quân kể tội bà cấm vận, không cho ông cô giống đụng vào mình. Cái này bây giờ của bá tánh, bà thích thì cho, như tình cho không biếu không. Bà hận thằng già dịch này, tao cho mày bán mắm luôn. Ngày N và giờ R đã đến, một hôm cô giống đi nhậu về say bí tị, về loạn choạng trước hai cây cọ trồng làm kiểng trước căn nhà hai tầng. Đụng cây bên trái, lách qua đụng cây bên phải. Từ trên lầu, bà Phương nhìn xuống ứa gan, bầm mật, nghiến răng nói, mày chơi con tao thì mày chết. Tao đã nói cái nào cúng để cúng, mà mày ăn tốt tuần tột luôn hen. Lúc này con gái bà Susan đi chơi chưa về. Trời ơi, hôm nay nhậu gì mà bé bét vậy honey? Để em đưa anh lên phòng. Bà dìu ông John vào căn phòng dưới lầu để dễ mần thịt thằng già mất nết này. Bà lôi ông lên giường xong, lấy dây cột hết tay chân vào thanh giường theo hình chữ nhân, tứ mã phanh thây. Lúc này ông John chợt tỉnh khi bị siết chặt vào thanh giường và bị lột trần truồng. Bà Phương mở máy lạnh ba ngựa hết công suất, hơi lạnh làm ông bố John bắt đầu thấm và tỉnh. Chết mẹ rồi, chuyện gì đây? Ông la lên, em ơi, sao em cục anh như tùng xẻo vậy em? Anh có làm gì nên tội? Mở trói đi, mình nói chuyện đàng hoàng. Nằm yên đó, tôi đem một sấp hình khỏa thân của mấy con ngựa bà mà ông giấu, và mấy chục lần trốn tôi đi chơi điếm, ngăn chưa? Còn tội tru di tam tộc, ông luôn, là tội chơi con Susan lúc tôi về Việt Nam, tội này tùng xẻo luôn. Nói xong bà Phương lôi ra cái kéo, ánh thép sáng ngời nhấp nhấp làm ông John lạnh người thung hết. Ông John than thầm, chết rồi, bữa nay mình bỏ mạng xa trường. Há hỏng ra. Bà Phương tổng trái chanh vô miệng ông John khi vừa há miệng, năn nỉ xin tha mạng. Ánh mắt ông John thất thần, bà Phương đọc xong 40 tội rồi kết luận. Tôi cắt câu và thiến giấy ông luôn, ông muốn cái nào? Cắt cu thì gật đầu, thiến giấy thì lắc đầu. Ông John hoảng quá cứ lắc đầu và gật đầu lia lịa. Mụ nội ông, cứ lắc và gật, tôi thiến và cắt luôn. Nước mắt ông John ứa ra, không làm động lòng người đàn bà sắt đá. Coi như trời định, không tránh khỏi con mụ la sát này. Ông vỗ mông đã coi tướng và tránh, chạy xa mình lại nhào vào gánh đạn. Kể tội xong bà Phương lấy chai rượu quý chim bìm biệp bà mua cho ông uống bà phê, làm một ly lấy bình tĩnh để các cu thằng già chó má này. Bà mân mê mân trớn vì mẹ họ, nó không sợ lại dựng ngược hung hăng hơn lúc trước. Bà hận quá, đưa kéo nhấp một phát, ông John la làng, ục ục vì bị trái chanh chặn họng, ông trợn mắt đau như xé thịt. Bà Phương cầm khúc dồi nhìn xong cười mang dại. Xong, bà đi vô cầu tiêu quăng xuống, nhưng quên bấm nước, củ dồi chảy máu đầy bồn cầu. Bà Phương lên xe, ra Cambra Mata, kêu một ly cà phê đen thật đậm nhâm nhi, nhìn trời, nhìn đất, không màng thế sự. Đôi mắt bà chợt nhớ về Việt Nam, nơi vườn dừa và thằng cọc đã cho bà một mùa xuân thật đẹp của cuộc đời đàn bà, với những cú dập mạnh vào thân dừa quá đã. Nhìn xuống vạt áo váy chút máu của ông chồng vẫn còn thấm. Còn Susan về đến nhà thì căn nhà lạnh tanh, nhưng có tiếng rên trong cổ họng của ai đó. Nó hoảng quá chạy sang nhà hàng xóm gọi người đàn bà, người Greek chạy sang. Vào căn phòng thì thấy ông John lõ lộ, máu đầm đìa. Bà Greek hoảng quá chạy đầu ngõ kêu cứu. Con Susan lấy bình tĩnh gọi 000. Cảnh sát và xe cứu thương đến. Medic tìm được khúc cụ từ. May là nằm trong nước bỏ vào cái hộp có nước đá. Chạy về bệnh viện. Bác sĩ truyền máu cho ông John và khâu lại. May là không nhiễm trùng. Con Susan khóc ngất khi nghe mẹ mình nói hết câu chuyện và lý do sao bà làm vậy. Tại con mà mom, dưỡng không hiếp dâm con tình nguyện mà. Mày trứng mở sớm hen,
Thôi, tao đi tù để mày và thằng già dịch đó đú đẩn nhan. Cảnh sát đến còng tay bà Phương đem về đồn Susan tìm luật sư cho mẹ, đóng tiền thuế chân bà. Phương phây phây chờ ngày ra tòa, báo chí Tây tìm bà phỏng vấn, một cuộc phỏng vấn 10.000 đô la. Chưa nói đến truyền hình, bà nổi tiếng xuyên quốc gia. Hội phụ nữ Úc lên tiếng bên vực Phương khi nghe hết câu chuyện, và hội bảo vệ trẻ vị thành niên tố ông John tội lạm dụng tình dục. 2 tháng sau phiên tòa xử vụ cắt cu tại Cambramatta, phụ nữ Úc báo chí trùm beng đa số bên vực bà Phương. Quan tòa, chánh án, công tố viện đều là đàn bà, coi như bà Phương thoát tội là điều chắc chắn. Ông John không đồng ý, ký đơn tố vợ. Sau khi cụ từ được kết nối với phương pháp y khoa hiện đại, máu đã đến các đường lay được 60%, có nghĩa là nó chỉ đến mức 11 giờ là tối đa. Anh ráng tập bơm cu lên, cô y tá căn dặn rất kỹ khi xuất hiện. Mà tôi bơm hoài, nó lên được phân nửa. Cố gắng, nó sẽ trở lại bình thường. Sau 6 tháng ok, cô y tá mân mê thằng nhỏ xong nói. Anh xuất viện được rồi, nhưng đừng mừng ăn sớm ngăn chưa. À, ông cho biết cảm tưởng của ông khi đồ chơi của ông được nối lại có trở ngại gì không? Ông nhà báo Úc phỏng vấn ông cu giống. À, nó cũng đau chút chút thôi, không có gì, vì tôi chưa có chỗ để thử mà lý. Bà nhà ông cấm giận hả? Mộ nội, chờ tòa, ông nhà báo ơi, hỏi bậy không hả? Lúc này bà Phương đem con gái ra ở riêng. Chờ ra tòa lần thứ hai vì chuyện ông John xâm phạm tình dục không có bằng chứng và nạn nhân Susan không hợp tác với cảnh sát và nói mẹ mình vu khống ông Dượng. Thật ra con bé đã chững chạc, nó cảm thấy chính nó có lỗi xảy ra chuyện động trời này. Ông Dượng bị mẹ mình cắt cu, bây giờ bỏ tù ông tội nghiệp. Tòa đình chỉ xử thêm vô thời hạn vì cả hai bên đều bãi nại. Khi nghe báo đăng ông Phan Thiết bị thiến, tôi chợt bụm lấy thằng nhỏ của mình nói với thằng con. Gì ba hên? Sao vậy ba? Còn nhớ cô Phương mà con biểu ba cô làm vợ đó, bà cắt cu chồng bả. Thằng bé chợt bụm cu rồi chạy nói. Hé, con cũng sợ mà ba. Tiếng ông quân sư quạt mo của tôi chạy về cuối phòng. Chợt nhớ đến Phương, tôi đổ mồ hôi hột, rùng mình, ghê thiệt. Đàn bà vậy có mấy tay. Tôi viết bài này xong chợt nhớ mấy cây kéo tôi giấu trên trần nhà đã rỉ sét theo thời gian. Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, người không lo xa ắt có buồn gần, mà ba tôi thường dạy. Phan Nhật Bắc, cuối tháng 7 năm 2022. Ừ, sợ chưa mấy ông?